Yeah. Vậy thì trong đầu năm ấy, thì chúng ta cũng đã học về, thứ nhất là chúng ta có về gì nào, về chất đúng không, từ chất này nhắc lại này đó. Thì chúng ta có gồm có gì đây, gồm có chất tinh khiết đúng chưa nào, đúng không, và thứ hai nữa là chúng ta có gì nào, hỗn hợp. Được chưa? Hỗn hợp. Thì trong chất tinh khiết này á, thì chúng ta chia là những nhóm nào nè. Đó, chúng ta có đơn chất. Đúng không? Đơn chất. Đúng chưa? Và thứ hai nữa là chúng ta có gì nữa? Vật chất. Đó. Thì trong đơn chất này thì chúng ta có những loại nào? Chúng ta đã học rồi. Hello. Trong đơn chất chúng ta học rồi thì chúng ta có đơn chất gì nè? Kim loại, và đơn chất là phi phi kim. Đúng chưa? Hợp chất thì chúng ta đã học về bốn cái cách phân loại rồi, đúng không? Đúng chưa nào? Đúng không? Chúng ta làm quen rồi. Hợp chất chúng ta có hợp chất đầu tiên là ô oxit này. Tiếp theo là gì nào? Axit. Tiếp theo là gì đây? Bây giờ Bazơ. Và tiếp theo nữa là muối. muối. Đúng chưa? Đó. Đó là đơn chất. Đó. Thì hôm nay chương 6 chúng ta sẽ làm quen với cái khái niệm mới. Được chưa? Đó là liên quan đến cái khái niệm là đôi chút về hỗn hợp. Được chưa? Hỗn hợp thì chúng ta chia thành hai loại, là hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp là không đồng nhất. Được chưa? Thì trong ví dụ như hỗn hợp đồng nhất là chúng ta có thể nêu ví dụ được không? Hỗn hợp không đồng nhất. Tức là hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp mà cái tính chất ở đây á, chú ý hỗn hợp là nó phải chứa nhiều chất nha, từ hai chất trở lên, được chưa, hai chất trở lên. Nên là hai chất này nếu như mà nó trộn lẫn vào nhau với cái tỷ lệ là như nhau tại mọi cái vị trên xét, gọi là cái vị gọi là hỗn hợp đồng nhất. Ví dụ như chúng ta hòa tan gì đấy, nước đường chẳng hạn, đúng không, đúng chưa nào, ví dụ như đồng nhất, ví dụ là nước đường này. Được chưa? Thì nó gồm có hai chất ở đây, chính là nước và đường, hoặc là nước mắm, xin lỗi, là gì nào, gồm có nước muối chẳng hạn, đúng không? Được chưa? Đó chưa nào, hoặc là nước khoáng chẳng hạn, đúng chưa? Đó, nước mắm cũng vậy, nó cũng được chưa nào? Vâng vâng à, thì đây nhìn là những hỗn hợp đồng nhất, bởi vì sao nào, bởi vì nó cái hai chất này nó sẽ trộn lẫn vào nhau và nó hòa vào nhau, và chúng ta không phân biệt được đâu là nước đâu là đường, hiểu không? Đó, hoặc là ví dụ nước khoáng chẳng hạn, thì chúng ta hiểu là nước khoáng tức là trong nước này nó còn chứa các cái gì nào, nó chứa các cái chất gọi là chất điện giải ấy, hay còn gọi là về sau chúng ta học về các ion mà nó có lợi cho sức khỏe, ví dụ như là các cái ion là như natri này, clo này đó. Đó. Ví dụ khi mà chúng ta lao động nhiều mà chúng ta đổ mồ hôi nhiều thì chúng ta cần những chất đó để bổ sung. Được chưa? Hay là nước mắm đó, thì chúng ta nói là nó là một hỗn hợp đồng nhất, tức là chúng ta không phân biệt được đâu là chất A đâu là chất B trong hỗn hợp đó, và tại mọi vị trí thì cái tỷ lệ nó như nhau, phải chưa? Đó, tiếp theo là chúng ta có hỗn hợp gì đây, không đồng nhất, đúng không? Hỗn hợp không đồng nhất, ví dụ như chúng ta có cái hỗn hợp là gì nào, đá và cát chẳng hạn, đá và cát,
đúng không nào? Đó thì hỗn hợp đá và cát thì rõ ràng tính chất của nó không có đồng nhất như nhau tại mọi vị trí. Ví dụ khi ta trộn chẳng hạn thì nó có thể là nó cát và đá nó không có hòa lẫn vào nhau được, mà chúng ta có thể phân biệt được đâu là đá đâu là cát. Đó thì hỗn hợp đó là không đồng nhất, đúng không? Hay là cũng có những một số trường hợp ví dụ như là con đi pha nước đường chẳng hạn, đúng không? Nếu như mà con khuấy đều á, thì nó tan ra thì nó gọi là hỗn hợp đồng nhất, đúng không? Và nước đường thì lúc này cái độ ngọt của nó là ở miệng cốc cũng như là đáy cốc đều có độ ngọt như nhau, được chưa? Còn nếu như mà con bỏ đường vào con không khuấy thì rõ ràng cái hỗn hợp đó không phải là hỗn hợp đồng nhất, được chưa? Phải chưa? Có hình dung không nào? Hình dung được cái khái niệm đồng nhất và không đồng nhất chưa? Alo, cháu hình dung được chưa? Sơ sơ hả? Được chưa? Như vậy hiểu được đồng nhất và không đồng nhất chưa nào? Đó. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái khái niệm đó là dung dịch. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên là một là khái niệm. Thì nội dung trong hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thứ nhất là dung môi chất tan và dung dịch. Được chưa nào? Dung môi chất tan và dung dịch. Chúng ta ghi vào nhé. Dung môi và chất tan và dung dịch. Ở đây là chúng ta có một cái thí nghiệm. Thứ nhất là chúng ta cho một cái nhỏ một cái thìa đường vào cốc nước chẳng hạn, rồi chúng ta khuấy nhẹ, đúng không? Khuấy nhẹ. Thì như hồi nãy chúng ta đã học rồi á, thì lúc này chúng ta không phân biệt được đâu là nước đâu là đường, đúng không nè? Có hình dung không? Đó, được chưa? À, thì rõ ràng trong hộp này là chúng ta là gì nào? Chúng ta có cái khái niệm ở đây là không phân biệt đâu là nước đâu là đường cả. Thì trong hộp này là chúng ta nói là gì nào? Nó nói như thế nào đấy? Nguyệt. Sao chú? Tức là bây giờ khi mà con hòa tan cái nước đường á vào nước đường vào nước, đúng không? Rồi con khuấy đều, đúng không? Đó. Thì lúc này con thu được là một cái gì nào? Hỗn hợp đồng nhất, đúng không? Đó, con không phân biệt đâu là đường, đâu là nước. Đúng chưa? Không phân biệt đâu là đường, đâu là nước. Rồi bây giờ trả lời câu hỏi nè. Thì bây giờ là lúc này chúng ta nói đường chính là chất tan, còn nước chính là dung môi của đường, còn nước đường chính là dung dịch. Đó, được chưa? Cũng tương tự như vậy, nếu bây giờ con cho gì nào, con cho thí nghiệm dầu ăn chẳng hạn, đúng không? Vào một cái cốc đựng sen, vào một cốc đựng nước, rồi con khuấy đều lên. Thì lúc này con thấy là cái cốc và đựng sen á, thì con thấy là dầu là sen nó chỉ tan, đúng không? Nó tan. Đó. Thì con thấy sen nó hòa tan được dầu ăn và nó tạo thành cái dung dịch. Đó. Còn nước nó không hòa tan được dầu ăn và nó tách thành hai lớp. Đó chưa? Đó. Như vậy rõ ràng sen mà nó tan được trong dầu ăn thì lúc này chúng ta nói là sen chính là gì? Là
dung môi, đó, dung môi của dầu ăn, được chưa? Dung môi của dầu ăn. Còn nước không là dung môi của dầu ăn, đó. Như vậy con nắm được cái chỗ này chưa nào? Alo. Như vậy ở đây nó xuất hiện từ đó, à, từ hai thí nghiệm này thì con có thể rút ra được cái khái niệm về dung dịch không nè? Để tạo thành một dung dịch thì đòi hỏi chúng ta phải có một gì nào, à, chất tan và một cái dung môi. Dung môi ở đây chính là cái môi trường để mà hòa tan được chất tan á, được chưa? Thì nó có thể là bất kỳ là chất nào mà hòa tan được chất tan. À, ví dụ như ở trong thí nghiệm 1 là chúng ta nói là nước chính là dung môi của đường. Vì đường, vì nước nó hòa tan được đường. Đó, chúng ta nói nước chính là dung môi của đường. Được chưa? Còn trong thí nghiệm 2 là chúng ta nói là xăng nó hòa tan được dầu ăn. Được chưa? Thì chúng ta nói là xăng chính là dung môi của dầu ăn. Đó, còn dầu ăn chính là chất tan. Rõ chưa? Được không nào? Chúng ta nắm được chưa? Alo. Như vậy rõ ràng là chúng ta ghi kết luận là dung môi, chất tan và dung dịch, được chưa nào? Đó. Trong cái thí nghiệm 2 và trong cái thí nghiệm. Đó, thì chúng ta nhớ cái khái niệm dung môi, được chưa nào? Nó là một cái môi trường mà chất tan nó hòa tan vào trong đó. Được chưa? Nắm được không nào? Alo. Dạ, hình dung được không? Khái niệm không nào? Có thể nói một số ví dụ đi về dung môi và chất tan được không? Và dung dịch thử coi nào. Được không? Ví dụ như thế coi nào. Ví dụ như là dầu ăn chuyển sang chế vào xăng dầu chỉ biết làm gì chứ? Sao? Lấy một số ví dụ khác đi về trường hợp dung môi chẳng hạn. Chúng ta có nói ví dụ coi nè. À, ví dụ con nói ví dụ nha. Ví dụ khi mà con dùng cái bút lông chẳng hạn, con viết lên bảng chẳng hạn đi. Đúng không? Ừ. Đúng không? Là con dùng cái dùng bút mực đúng không? Dùng bút lông chẳng hạn, con viết lên bút lông dầu chẳng hạn đi. À, con viết lên viết lên bảng thì rõ ràng là nếu mà như mà con viết lên bảng thì rõ ràng nếu con dùng khăn ướt, khăn nước thì rõ ràng là lúc này rõ ràng là nước nó có chúng ta dùng khăn ướt thì chúng ta có lau sạch được mực không nào? Không. Nhưng mà ra nếu mà ta dùng một cái chất khác gọi là cồn chẳng hạn, cồn y tế cũng được, hay là chúng ta sẽ gì? Thì lúc này chúng ta nói là nước là nó không hòa tan được gì đấy. Không hòa tan được mực đúng không? Được chưa? Đúng không? Nhưng mà cồn thì nó hòa tan được mực. Đúng không? Đó. Thì trong hộp này chúng ta nói nước không là dung môi. Trong hộp này nó là cồn, chính là dung môi của cái mực. Được chưa? Đó. Chính vì thế mà chúng ta khi mà chúng ta viết trên bảng chẳng hạn, mà chúng ta lỡ viết nhầm bút, loại bút đúng không, dùng dầu lên chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng cồn để chúng ta lau cho nó sạch. Yeah. Thì đó cũng là một ví dụ về về dung môi, về dung dịch, về chất tan, đúng chưa nào? Nhưng mà khi mà cái chất tan mà nó hòa tan được, xin lỗi, dung môi mà hòa tan được chất tan thì nó sẽ tạo thành cái dung dịch đồng nhất, được chưa? Và chúng ta không phân biệt đâu là chất tan, đâu là dung môi. Đó. Và ở đây dung môi phổ biến nhất đó chính là nước. Được chưa? Nước. Nhá. Vì nước hầu như là nó hòa tan được hầu hết tất cả các chất. Nhá. Đó. Đó. Và nước là dung môi phổ biến. Đó. Như vậy trong chương trình phổ thông thì chúng ta chỉ nghiên cứu đến dung môi là nước. Được chưa? Đó. Như vậy chúng ta nắm ở đây. Chúng ta từ cái này chúng ta sẽ có được định nghĩa, yeah. Rút ra được cái định nghĩa như sau. Thứ nhất là định nghĩa về dung môi.
Chúng ta ghi vào. Dung môi là chất gì đây? Là chất có khả năng gì hòa tan được gì đây nè? Chúng ta ghi vào là chất có khả năng hòa tan được chất khác để tạo thành dung dịch. Được chưa? Là chất có khả năng được nè. Hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch, được chưa? Hello. À, chúng ta ghi được chưa nào? Rồi, chúng ta nắm được chưa nào? Đó là khái niệm về về dung môi. Đó. Tiếp theo đó là về chất tan. Đó, tính về phải. Thì chất tan là tức là cái chất mà bị gì? Bị hòa tan bởi bởi dung môi, được chưa? Đó. Ghi là chất bị hòa tan bởi dung môi. Được chưa? Nắm được chưa nào? Đó là chất bị hòa tan bởi dung môi. Tiếp theo là khái niệm về dung dịch. Nhưng mà khi mà cái dung môi như vậy là khi mà cái chất tan mà nó bị hòa tan trong dung môi thì chúng ta thu được một cái hỗn hợp đồng nhất. Đó thì hỗn hợp đồng nhất đó người ta gọi là dung dịch. Đó, hay nó khác đi, chúng ta có dung dịch chính là gì nào? Là hỗn hợp đồng nhất, nhớ chưa nào? Đó, khái niệm đây, dung dịch, được chưa? Chính là bằng cái hỗn hợp đồng nhất. Nha, nó là một hỗn hợp nhưng mà hỗn hợp này là đồng nhất nha. Để chúng ta phân loại hỗn hợp rồi đó. Đồng nhất của gì nào? Của dung môi cộng với chất ta ở đây là cái test nha, dung môi và chất tan, được chưa? Được không? Đó. Đó, ví dụ chúng ta lấy ví dụ đấy, chúng ta có rất nhiều ví dụ về dung dịch nè, được không? Ví dụ chúng ta nói là dung dịch gì đây, dung dịch nước đường chẳng hạn nè, nước chanh đường, được không nào? Đó chẳng hạn cũng được, đúng không? Được không nào? Đây là dung dịch gì đây? Dung dịch giấm ăn hàng ngày nhà chúng ta đó, đúng không? Đúng không nào? Được không? Được chưa? Hay là ở nhà chúng ta có là gì gọi là dung dịch rượu chẳng hạn, đúng không? Dung dịch cồn, đúng không? Dung dịch rượu á. Được chưa? Đó, đó là một số cái ví dụ về về dung dịch chúng ta có rất là nhiều. Đó. Và có thể phân biệt được một số trường hợp không phải là dung dịch. Chẳng hạn ví dụ như là chúng ta có hỗn hợp như là vữa, chẳng hạn là vữa xa nhà chúng ta đó, thì không thể gọi là dung dịch được, mà nó là hỗn hợp không đồng nhất nhé. Vì lúc đó chúng ta phân biệt được cát, sỏi, đúng không? Đó, xi măng chúng ta phân biệt được. Được chưa? Vì nó không có đồng nhất. Đây, đồng nhất ở đây là đồng nhất theo cái kích thước là nguyên tử luôn đó, tức là chúng ta không phân biệt được, tức là bằng mắt thường chúng ta không phân biệt được đó. Và chúng ta sẽ nếu ta phân biệt thì chúng ta có thể dùng kính hiển vi thì chúng ta có thể phân biệt được cái này đó. Vì nó đồng nhất theo cấp độ ở mức độ là phân tử luôn, chưa? Nắm rõ chưa? Alo. Được chưa? Như vậy chúng ta nắm vững ba khái niệm này chưa? Dạ rồi chú ơi. Dạ rồi. Đó. Được chưa? Như vậy đó là cái khái niệm về rồi tiếp theo về cái khái niệm thứ hai là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Đó.
Bây giờ có một trường hợp thế này, tức là bây giờ chúng ta dùng nước đường chẳng hạn, đúng không? Chúng ta cho đường vào nước đó. Thì chúng ta ban đầu thì chúng ta cứ cho vào thì tàu khói nó tan ra, và cứ ta cho đường tiếp vào thì tàu khói nó tan ra. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì khi mà chúng ta cho đường vào và tiếp ấy, thì chúng ta khói thì lúc này đường nó không hòa tan được nữa, được chưa? Thì lúc này chúng ta nói là cái dung dịch đường này nó đạt đến cái trạng thái bão hòa, rõ chưa nào? Rõ chưa? Thì cái này đó, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm đó là dung dịch bão hòa và dung dịch chưa bão hòa nhé. Dung dịch bão hòa. Dung dịch chưa bão hòa. Đó là T cộng T phải bằng bao nhiêu? Đó, thì chúng ta đọc trong sách giáo khoa là ở đây là chúng ta có thí nghiệm, đúng không? Thì ban đầu á thì con cho chúng ta ban đầu chúng ta có một cái cốc nước đường chẳng hạn. Thì bây giờ con cho đường vào, con cho đường tiếp vào con khói. Thì ban đầu thì con thấy là đường nó sẽ hòa tan hết, đúng không? Đó, bây giờ con cứ con cho đường tiếp tục và con khói đều, và đến một lúc nào đó thì khi mà con khói thì lúc này đường nó không hòa tan được nữa. Đó, thì lúc này người ta nói là cái dung dịch này nó đạt đến trạng thái bão hòa. Đó chưa? Đó. Còn cái trạng thái mà cái dung dịch mà khi mà con cho đường vào nó vẫn hòa tan được đó, thì trạng thái đó gọi là trạng thái chưa bão hòa. Được chưa? Nhưng mà chúng ta nắm lại cái khái niệm là dung dịch chưa bão hòa là cái dung dịch mà còn có khả năng hòa tan thêm được chất tan. Được chưa? Rõ không? Đó, tức là khi con cho thêm chất tan vào thì nó còn có khả năng hòa tan được. Còn dung dịch mà bão hòa thì dung dịch là nó không có khả năng hòa tan thêm được chất tan. Nếu như con tiếp tục cho vào thì con khói thì nó đường nó không tan và nó sẽ lắng ở dưới đáy cốc. Rõ chưa? Đó. Thì ở đây thì rõ ràng là nguyên nhân ở đây là có thể bởi vì mỗi một dung môi thì nó chỉ hòa tan được một cái lượng chất tan nhất định. Đó. Nhất định. Chứ không phải là dung môi tùy theo dung môi, tức là nó sẽ hòa tan cái một lượng có hạn cái chất tan. Được chưa? Đó. Khi mà vượt quá cái lượng đó thì rõ ràng nó không tan. Đó. Thì dung dịch lúc này chúng ta dung dịch nó chỉ đạt trạng thái bão hòa. Có một số trường hợp là dung môi có khả năng nó hòa tan vô hạn chất tan. Đó. 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 Thì tí nữa chúng ta sẽ qua phần độ tan thì chúng ta sẽ rõ hơn, được chưa nào? Đó, thì chúng ta chỉ cần nắm rõ cái khái niệm là dung dịch chưa bão hòa và dung dịch bão hòa. Được chưa? Như vậy ở đây ở một nhiệt độ xác định thì chúng ta chú ý là dung dịch đó. Ok. Có một nhiệt độ xác định nha. Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. Nha, ta ghi vào nha. Dung dịch bão hòa. À, dung dịch chưa bão hòa nha. Chưa bão hòa là dung dịch. Yeah. À, có thể hòa tan thêm được chất tan. Có thể hòa tan thêm được chất tan.
Được chưa? Đó. Tiếp theo là dung dịch bão hòa. Mà sao nó còn từ ba là dung dịch không thể hòa tan thêm được chất tan, là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan. Được chưa? Nhưng mà tôi nắm được chỗ này chưa nào? Alo. Được chưa? Ở đây chú ý là người ta đang xét là xét một nhiệt độ xác định nha. Ví dụ như ở nhiệt độ là khoảng 25 độ C chẳng hạn. Thì chúng ta cho đường vào, ví dụ khi mà ta cho đường vào thì đến một giới hạn nào đó thì nó không hòa tan được nữa. Nhưng mà bây giờ giả sử bây giờ chúng ta đun nóng đường lên thì rõ ràng có thể chúng ta hòa tan thêm được. Đó. Cho nên ở đây chú ý là khi mà nó đến khái niệm dung dịch bão hòa chúng ta phải xét ở nhiệt độ nào đó nhé, ở nhiệt độ cố định nào đó. Được chưa? Được chưa? Bởi vì cái độ tan này chúng ta học nó sẽ liên quan đến nhiệt độ, ảnh hưởng của nhiệt độ. Được chưa? Rồi, nhưng mà chúng ta chỉ cần nắm như vậy được rồi. Thế bây giờ làm thế nào, ví dụ trong quá trình hòa tan chất rắn chẳng hạn, trong nước chẳng hạn, thì làm thế nào để quá trình hòa tan nó xảy ra nhanh, đúng không? Đó, hoặc là mong muốn cái thời gian hòa tan đó nó xảy ra nhanh thì chúng ta thực hiện như thế nào? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần thứ ba, đó là làm thế nào để hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh. Được chưa? Phần ba, người ta ghi là cách hòa tan. Thì chúng ta thực hiện nha, trong đất thực hiện các biện pháp là ví dụ như đường chúng ta chẳng hạn, đúng không? Ví dụ là nước đường chẳng hạn, thì nếu mà như mà con cho đường vào thì con để tự nhiên thì nó mất sơ một thời gian rất là lâu thì nó mới tan ra, đúng không? Nhưng mà cái nước đường đó thì rõ ràng là nó không phải là nước đường đồng nhất, bởi vì khi mà nó tan ra thì rõ ràng là nó sẽ gì, ở phần đế cốc nó sẽ ngọt hơn so với ở phần hiện diện cốc. Vì ở đây là các phân tử đường và các phân tử nước là nó tỷ lệ đó, không có giống nhau tại vị trí cấp trên đường cấp. Yeah. Nhưng mà để mà nó đồng nhất được thì cũng dùng cái gì đây, dùng đũa hay là dùng muỗng con khoái thì nó mới gì, nó mới tan hoàn toàn được, và nó lúc này chúng ta mới tạo thành cái dung dịch cho nè. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải khoái, yeah. Nhất là khoái này, đúng không? Khói chúng ta có thể tác động lên, đúng không? Đó. Tức là sự khói này nó sẽ làm cho các chất rắn là bị hòa tan nhanh hơn, vì nó sẽ làm chúng ta tác dụng lực, nó làm cho nó chuyển động, đúng không? Đó. Nó làm tăng cái sự tiếp xúc giữa cái dung môi của chất tan với nhau. Đó. Được chưa? Thì có nghĩa là bây giờ làm sao làm mà để cho cái chất rắn và cái dung môi chất tan nó tiếp xúc với nhau thì quá trình hòa tan sẽ nhanh hơn. Đó. Thì ngoài cái việc chúng ta khoái dung dịch ra thì chúng ta có thể đun nóng dung dịch chẳng hạn.
Ví dụ như là ở đây chẳng hạn, ví dụ nước nóng chẳng hạn, thì chúng ta thấy là con cho đường vào hòa tan rất là nhanh. Nhưng mà ví dụ như mà con cho đường vào cốc nước đá thì con thấy quá trình hòa tan rất là lâu. Được chưa? Nhưng mà rõ ràng nhiệt độ ở đây nó cũng ảnh hưởng đến cái độ tan. Được chưa? Bởi vì khi mà con đun nhiệt độ lên ấy, thì rõ ràng là các cái phân tử dung môi cũng như là chất tan nó sẽ chuyển động nhiệt nhanh dần đó. Và khi mà chuyển động nhanh như vậy thì tăng cái khả năng va chạm lên, dẫn đến là cái quá trình hòa tan sẽ xảy ra nhanh. Được chưa? Đó, có thể là chúng ta đun đúng không? Dạ, đun. Ngoài cách đun ra thì chúng ta có thể là gì? Ví dụ như mà chúng ta cho chẳng hạn là ví dụ muối hạt chẳng hạn đi. Muối hạt với muối thông thường á, là muối dạng là kích thước nó to chẳng hạn, với một muối dạng là muối iốt là người ta cán miệng ra rồi. Rõ ràng thì khi mà không khóa thì rõ ràng là cái kích thước của cái những cái hạt, những cái hạt muối nhỏ thì nó sẽ tan nhanh hơn. Đó. Thì ở đây nó ảnh hưởng đến là cái gì nào? Gọi là khi mà đối những hạt nhỏ thì rõ ràng cái diện tích tiếp xúc của nó sẽ với dung môi nên nó nhiều đúng không, thì rõ ràng là nó tan dễ dàng hơn đó. Còn ví dụ như những hạt lớn thì rõ ràng kích thước của nó gì đây, diện tích tiếp xúc của nó là nó nhỏ, cho nên rõ ràng là gì nào, là nó sẽ hòa tan chậm. Được chưa? Được chưa? Đó, cho nên là lưu ý ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ là nghiền, dẫn nghiền nhỏ ghi vào nhé, khói đun và nghiền. Đó là ba từ khóa mà chúng ta nhớ thôi. Được chưa? Nhưng mà ta nắm được chưa nào? Alo. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo là về độ tan. Được chưa? Độ tan. Bài thứ hai là bài độ tan nhé. Bây giờ chúng ta chủ yếu là nghiên cứu về độ tan của một chất trong nước. À, chủ yếu chúng ta đang học là chúng ta trong dung môi là nước. Thì đầu tiên chúng ta một nhỏ là chúng ta nghiên cứu ra là gì? Chất tan và chất không tan. Được chưa? Đó, thế là ở đây chúng ta có một cái thí nghiệm như sau chẳng hạn, đúng không? Ở đây chúng ta có một cái cốc chẳng hạn đi nhé, cốc chẳng hạn này, nó cái cốc mà đựng ban đầu thì có nước, đúng không? Hai cốc. Thì ở cốc đầu tiên thì chúng ta sẽ cho vào đây là cái gì nào? Là cái CaCO3. Còn cốc thứ hai là cho đó là gì, NaCl vào. Đó. Sau đó con dùng muỗng con khoái chẳng hạn đi, được chưa? Con dùng muỗng con khoái. Thì bên này cũng vậy, con dùng muỗng con khoái thì đó. Thì rõ ràng là kết quả thu được là lúc này là sau một thời gian đó, thì rõ ràng con thấy là chúng ta sẽ thu được là cái dung dịch nước muối.
Được chưa? Bởi vì lúc này là muối nó chỉ tan được trong đường nước. Còn con thấy đá vôi thì khi mà cũng hòa tan rõ ràng là gì? Trong thời gian thì rõ ràng là chúng ta vẫn có là các gì đây? Các cái tinh thể canxi carbonate vẫn lắng ở dưới gì đây cấp. Dạ. Yeah. Thì lúc này cũng nói là NaCl ở đây chính là chất tan, còn còn nói là canxi carbonate là chất không tan. Được chưa? Được không? Đó thì sao kết luận thì cũng nói là cái này là không tan. Được chưa? Không tan được trong nước. Yeah. Đó, còn cái này là tan được. Đó. Tuy nhiên thì nói về cái độ tan thì chỉ là mang tính chất tương đối thôi. Được chưa? Chứ thực tế thì rõ ràng là đối với các chất thì ít nhiều thì nó cũng có tan một phần trong nước. Tuy nhiên thì với cái lượng nhỏ, rất là nhỏ như thế thì chúng ta coi như là nó không tan. Được chưa? Như vậy ở độ tan đây chúng ta cái khái niệm chất tan và phân loại chất tan và chất không tan đây là mang tính tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn. Được chưa? Được chưa? Đó. Đó. Tuy nhiên ở đây người ta dùng quy ước hẳn hoi, ví dụ như đối với lượng đối với cái, chúng ta tính là cái lượng chất tan có bao nhiêu gam chẳng hạn trong một bao nhiêu ml nước đó thì người nói là quy định là nó tan tốt hoặc là nó ít tan hoặc là không tan, thì cái đó là người ta quy ước cho nó, chứ thực tế thì rõ ràng là đối với các chất thì dù ít gì nhiều nó cũng có tan một phần trong nước, chưa? Chỉ có điều là tan nhiều hay tan ít mà thôi. Được chưa? Rồi xong chưa? Alo. Rồi chú. Rồi thì bây giờ chúng ta chỉ đi qua về tính tan nhé. Ở đây chúng ta nghiên cứu về tính tan của các chất trong nước. Nhưng mà đến nay chúng ta học về bốn loại hợp chất rồi, oxit, axit, bazơ và muối, đúng không? Thì chúng ta cũng nghiên cứu ở đây, chúng ta nghiên cứu về tính tan của các hợp chất này, được chưa? Đó. Thì chúng ta chỉ ghi nó vào nha. Ở đây đầu tiên là cái nghiên cứu về tính chất của tính tan của axit. Yeah. Thì hầu hết là các axit nó đều tan. Yeah. Chúng ta ghi vào nha. Hầu hết axit nó tan tốt trong nước. Thứ nhất là tính tan của axit đi. Thì hầu hết nó đều tan nhé. Ở đây chúng ta trừ cái axit này ra, trừ cái H2SiO3 ra là dạng kết của dạng gel, do không có tan. Được chưa? Đó, tiếp theo là đối với bazơ, đúng không? Đối với bazơ. Thì chúng ta túi bây giờ thì chúng ta chú ý là tan như nào, ở đây bây giờ tan chúng ta nhớ rồi, thì đó là chúng ta có cái gì bây giờ của các kim loại, được chưa?
Ba giờ của các kim loại là NaOH, KOH đúng không? Naka Basa đấy. Được chưa? Được chưa? Đó, chỉ cần nhớ những cái anh tan thôi, thì còn lại thì chỉ con tan là còn lại, được chưa nào? Được chưa nào? Được không? Người nắm được không? Không tan là còn lại. Dạ. Yeah. Trước chúng ta đã học rồi, một số cái 3 giờ mà kim loại nó tan đó, thì nó nhớ 3 giờ của những kim loại như là natri, kali, canxi đúng không? Thì nó tan được trong trong nước, nhưng mà còn lại thì không tan. Dạ. Yeah. Ví dụ như còn lại không tan, ví dụ như chúng ta có gì là đồng hydroxit này. Gì nữa? Magie hydroxit này. Đúng chưa? Đó. Rồi tiếp theo là muối. Chúng ta có cái tính tan của muối, được chưa nào? Lo. Muối ở đây chúng ta chú ý là tạo bởi gì nào? À, tạo bởi cation. Chúng ta ghi qua phần thứ trang tiếp theo đi. Nhé. Xong chưa? Về tính tan của axit và bây giờ ghi xong chưa? Hello. Xong chưa Nguyệt? Xong chưa? Dạ. Con ghi xong phần này chưa? Dạ rồi chú. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là đối với tính tan của muối. Được chưa? Đối với muối thì chúng ta phải nhớ đây là muối mà tạo bởi cation, đúng không nào? Thì nó sẽ đều tan đúng không? Ở đây thì muối mà tạo bởi gì nè? Muối tạo bởi kim loại chẳng hạn đi, cation kim loại nha, như là natri, kali, được chưa? Thì đều tan. Được chưa? Chú ý ví dụ như là muối NaCl, muối gì KNO3 đó, thì có như natri kali vô là tan. Được chưa? Tiếp theo mà muối tạo bởi gì đây? Muối tạo bởi cái gốc axit chẳng hạn nhé. Gốc axit ở đây chính là gì nè? Ví dụ như là HCl H2SO4, được chưa? Hoặc là HNO3. Được chưa? Thì tan. Chưa? Thì hầu hết là tan, đa số tan nhé. Cuối nhưng mà trừ cho thầy là ở đây chúng ta nhớ ta trừ ngoại lệ, chúng ta sẽ có là gì nè? Nhưng mà ngoại lệ ở đây chúng ta có là gì đây? Chú ơi. À. Chú hỏi xíu là muối tạo bởi cái kinh đầu là gì chú? Tạo bởi cation kim loại. Chưa? Yeah. Được chưa nè? Như là natri, kali thì đều tan. Đó. Còn muối mà tạo bởi gốc axit ví dụ là clo này, SO4 này, NO3- thì đa số tan. Nhưng mà chú ý ngoại lệ chúng ta nhớ là anh trừ anh này ra. Trừ anh bari SO4 ra. Hoặc là bạc gì đây. Được chưa? Là nó không tan. Dạ, yeah. Nghĩa này là không tan. Được chưa nè? Mặc dù nó cũng tạo bởi cái gốc axit SO4 và CL trừ nhưng mà nó lại không tan. Nó theo quy luật này sẽ tan đúng không? Đó, cứ nhớ là gì? Muối mà tạo bởi những cái kim loại đó, kim loại mạnh chẳng hạn và gốc axit mạnh thì nó đều tan hết.
chưa? Đó, còn muối mà tạo bởi gì đây? Gốc axit mạnh nha. Ở đây ta cũng là mạnh này, tạo bởi gốc axit yếu. Thì hầu hết là không tan, đa số là không tan. Đó là ví dụ như là gì nè. Chúng ta có muối canxi, carbonat là gì không tan này, hoặc là muối magie, carbonat cũng gì không tan, được chưa? Đó, chúng ta ghi vô được chưa nào, được chưa? Rồi xong chưa? Rồi chút. Thì đó là một số cái nội dung mà chúng ta cần phải phân biệt như nào. Đó là về muối đúng không? Tiếp tục là các cái muối axit thì đa số nó đều gì đây? Các muối axit thì đều gì? Hầu hết đều tan đúng không? Các muối axit thì hầu hết đều tan. Bây giờ chúng ta nắm được chưa nào? Rồi, như vậy rõ ràng về cái độ tan này chúng ta cũng so sánh về tương đối thôi, tính tan đúng không? Chứ thực ra nó không có tuyệt đối lắm, được chưa nào? Đó. Bây giờ chúng ta để biểu thị cái khối lượng chất tan đúng không? Cái độ tan nhiều hay ít thì chúng ta sẽ đưa ra khái niệm là độ tan của một chất trong nước. Được chưa? Đó, dựa vào cái độ tan đó người ta sẽ phân loại cái chất các chất theo độ tan, ví dụ như chất không tan, chất ít tan, hoặc là chất không tan, hoặc là chất tan tốt, được chưa? Đó, người ta dựa vào độ tan. Bây giờ để làm sao để chúng ta xác định được độ tan thì chúng ta phải nắm nhé, được chưa? Không chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần tiếp theo là độ tan. Độ tan của các chất trong nước. Độ tan của một chất trong nước, được chưa? Bây giờ chúng ta nắm ở khái niệm độ tan. Bây giờ để biểu thị được cái khối lượng chất tan ở trong một khối lượng dung môi, người ta dùng độ tan. Cho thì bây giờ chúng ta ghi định nghĩa một độ tan. Định nghĩa. Thì độ tan gì nè, chú ý. Độ tan ký hiệu là chữ S, được chưa? Của một chất trong nước. Đó, chính là số gam chất đó hòa tan trong 100 gram nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định, được chưa?
ta ghi đồ tan S được chưa? Đồ tan người ta ký hiệu là chữ S được chưa? À, chính là bằng cái gì nè? Chính là bằng số gam. Chính là bằng số gam. Số gam. À, chất đó hòa tan trong 100 gram nước. Hòa tan trong 100 gram nước được chưa? Để tạo thành cái dung dịch bão hòa. Dạ, tại một nhiệt độ xác định được chưa? Nhiệt độ xác định. Đó. Và khi nói đến độ tan thì chúng ta phải nói đến là cái độ tan này là ở nhiệt độ bao nhiêu nha, chứ không nói chung chung được vì độ tan có thể nó thay đổi theo nhiệt độ. Được chưa? Như vậy nói lại này, độ tan chính là bằng số gam chất hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành cái dung dịch bão hòa tại một cái nhiệt độ xác định. Được chưa? Đó. Ví dụ như ở đây chúng ta nói là ở bao nhiêu nào? Ở 25 độ C. Được chưa? Ở 25 độ C. Ví dụ từ độ tan có gì? Ví dụ nhé. Ở 25 độ C chẳng hạn đi. Ở 25 độ C. Được chưa? Thì chúng ta có độ tan của đường là 204 gram. Của đường là 204 gram. Điều đó có nghĩa là gì em nhỉ? Alo. Điều đó có nghĩa là gì đây? Là đường nó tan ra ở những chia ra thì điều đó diễn giải được độ tan của đường là 204 gram. Điều đó có nghĩa là gì nè? Ở 25 độ C đúng không? Được chưa? Thì về sao nè? Thì 100 gram nước đúng không? 100 gram nước. Đó. Hòa tan tối đa là bao nhiêu gram đường? Hòa tan được tối đa 204 gram. 204 gram được. Đó. Bây giờ cái maximum là 204. Do vượt qua cái này nó đó, thì nó không hòa tan được nữa và lúc này dung dịch nó sẽ là bão hòa. Ví dụ như ở đây bây giờ con cho thêm 205 thì chắc chắn một điều rằng là nó sẽ bão hòa đúng không? Nó còn nhỏ hơn 204 thì nó có là dung dịch chịu bão hòa. Đó, như vậy rõ ràng cái ngưỡng chúng ta hiểu là cái độ tan ở đây là cứ 100 gram nước thì nó hòa tan được tối đa là 200 gram đường, ví dụ như thế, được chưa? Đó. Đó. Thì có thể nói ngược như thế này, ví dụ là ở 25 độ C thì độ tan của đường là 204 thì lúc này có nghĩa là chúng ta có là chỉ cứ 100 gram nước thì hòa tan được 204 gram đường. Được chưa? Rõ chưa? Đó, đó là về cái định nghĩa. Tiếp theo là các yếu tố ảnh hưởng, được chưa? Các yếu tố ảnh hưởng. Thì độ tan S này nó phụ thuộc vào gì nè? Chúng ta ghi nhé. Ở đây cái độ tan S nó phụ thuộc vào gì đây? Đó thì nó phụ thuộc vào gì nào? Thì đa số thì rõ ràng hầu hết là cái độ tan nó phụ thuộc vào nhiệt độ, được chưa? Được chưa nào? Đó. Thì nó phụ thuộc vào nhiệt độ, được chưa nào? Thì ở đây là đối với chất rắn thôi, đối với chất rắn nhé. Và theo là gì? Áp suất đúng không? Ở đây phụ thuộc vào áp suất nữa.
Thì áp suất thì chỉ phụ thuộc vào đối chất khí thôi nha. Đối với chúng ta đang xét là đối với khí, được chưa? Thì nó mới phụ thuộc vào áp suất, đầu tan nó phụ thuộc vào áp suất. À, ví dụ như khi mà con dùng nước đá chẳng hạn thì con hòa tan đường nó dễ dàng hơn, đúng không? Mà thậm chí thì có thể hòa tan được nhiều đường hơn. Ví dụ như thế ha. Ví dụ ở H2O thì con hòa tan được tối đa là 204 gram đường như thế. Thì nhưng mà khi mà con tăng nhiệt độ lên thì 100 gram nước này có thể hòa tan trên cái giá trị 204 này. Cho nên cái độ tan này chúng ta đang xét ở nhiệt độ nào đó nhé. Rồi, thì ngoài ra thì độ tan nó còn phụ thuộc vào áp suất nữa. Thì rõ ràng cái áp suất này thì thường chúng ta đang xét chất khí thôi. Đó, ví dụ như chúng ta hàng ngày mà chúng ta hay dùng nước giải khát có ga chẳng hạn. Thì em biết rằng cái nước có ga đó chính là nước mà bảo hòa cái khí CO2. Thì bình thường con biết rằng CO2 nó khó tan trong nước lắm. Và để mà nó đưa cái CO2 vào nước ngọt thì người ta phải nén nó. Tức là người ta sẽ tăng cái nén áp suất thật cao để chúng ta đưa vào bình. Đó, thì dưới áp suất như thế thì CO2 lúc này nó mới hòa tan dễ dàng được trong nước ngọt. Đó, yeah. Đó. Và khi mà con để ý thì khi con vui các cái chai nước ngọt chẳng hạn thì các cái bọt khí nó sẽ xuất hiện, nó sẽ bay ra ngoài, đúng không? Nó thoát ra ngoài. Đó là do sự chênh lệch áp suất. Được chưa? Ga B đó là mình nghĩa bằng bao nhiêu sang? Thật là vào đó thì đối với chất rắn, chất khí nha. Ví dụ như mà đối với cái chất khí chẳng hạn, khi mà nhiệt độ tăng thì sao nào? Là cái nhiệt độ sôi của nó sẽ vậy. Cái nhiệt độ tan của nó sẽ giảm đấy. Cho chú ý nha. Được chưa? À, chú ý nhé, được chưa? Cái bài đó đang là chú ý. À, đối với chất rắn này, chú ý thì ở đây. Đối với rắn đúng không? Thì khi mà nhiệt độ tăng lên thì nó đang ép nó cũng tăng. Nhưng mà đối với chất khí thì sao đây? Thì khi mà nhiệt độ sôi tăng thì cái độ tan của nó giảm xuống. Được chưa? Chú ý chỗ này nha. Hello. Ví dụ như mà vào lúc khoảng là giờ trưa nắng chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta thường mình thấy các chú cá đang vậy, ở hồ nó sẽ ngoi lên, nó đớp bóng. Đó là do vào buổi trưa thì rõ ràng là độ nó cao thì oxy nó hòa tan trong nước ít, cho nên là dẫn đến là cá nó nằm ở dưới đấy, nó không đủ oxy, không? Cho nên nó buộc phải ngoi lên để đớp bóng. Đó, được chưa nào? Chú ý nhé. Như vậy ở đây khi mà nhiệt độ tăng thì cái độ tan của nó giảm, chứ không phải là gì nào tăng theo, được chưa? Nhưng mà từ công thức này chúng ta rút ra được cái công thức là gì nè, công thức tính độ tan, được không nè, theo đúng định nghĩa, được không? Công thức tính độ tan. Công thức độ tan là S, ta chính là bằng gì đây anh nhỉ? Bằng bao nhiêu nè? Từ công thức này chúng tính được không? Thì chúng ta sẽ nói là M chất tan chia M nước nào? Nhân cho 100 nhé. Được chưa? Chúng ta nắm được công thức này chưa? Hello. Thì ở đây chúng ta chú ý, ở đây chính là mười khối lượng. Khối lượng chất tan. Dạ, thì cái đó là khối lượng nước. Còn cái này chúng ta biết rồi, chính là độ tan. Được chưa? Chúng ta hiểu một cái công thức này không nè, được chưa? Đó là công thức tính độ tan. Được chưa nào? Alo. Rồi, được chưa nào? Ừ.
Mình tính ra 2 trừ 20 phần 3. Thì đang xem được là D7 rồi bây giờ chúng ta áp dụng công thức độ tan để tính được cái độ tan nè. Rồi vận dụng rồi tính cho là cái độ tan coi. Câu số 5. Rồi alo. Rồi tính tính giúp cho chú cái nào nha. Cái dạng một đấy. Tính được không? Nhanh lên nào. Chờ con chút chút. Chờ con chút chút. Con tính ra là 21,2. Tính được không? Dạ, tính ra là 21,2. 21,2 đúng không? Dạ. Bây giờ áp dụng thôi. Bây giờ biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan hết 53 gram trong 200 ml nước thì được dung dịch bão hòa. Bây giờ tính dễ quá rồi. Okay. Hết đúng không? Hết của gì đây? Của Na2CO3 thì nói lượng tất tan là 53 đúng không? Đi cho mờ nước nhân cho 100 đúng chưa? Cái kết quả nó được là 53 chia cho 250. Đó, chúng ta nhân 100. Dạ. Chưa là bao nhiêu nào?
là bằng 21,2 chút. 21,2. Dạ. 21,2. Rồi tương tự đi. À, chúng ta tính. Câu số số 6. Câu số 6 chúng ta tính được thì còn. Rồi làm đi nha. Và chú sẽ quay lại được chưa nào. Nhìn mà thôi. Chưa mà thôi mới làm xong luôn. Rồi bây giờ câu số 6 đi. Câu số 6 tính tới là 50 chú. Bao nhiêu? 50 đúng không? Thì bây giờ bài toán là khi hòa tan được 20g NaCl và 40g nước thì thấy có 5,6g NaCl còn tan được nữa. Thì bỏ rõ ràng ở đây thì cái lượng NaCl nó hòa tan được tối đa sẽ là bao nhiêu? Và đang S của NaCl đúng không? Ở 25 độ C đúng không? Thì cái này chính là bằng cái khối lượng NaCl hòa tan tối đa là chúng ta lấy 20 trừ đi 5,6 và chia cho 40 nhân cho 100 đúng chưa? Kết quả là bằng bao nhiêu này? Bà sao chú? Anh Mát. Bà sao chú? Bà sao này còn tính là bao nhiêu?
nó còn tính ra bao nhiêu? 50 chứ. 50. Vậy đổi tan ra làm ta bao nhiêu là tính là 36 đơn vị của nó, nước mỗi đơn vị thì đơn vị là ga chơi như 100 gam nước được chưa nè, cho nên là ga chơi như 100 gam nước được chưa. Câu số 7 nè.
Rồi xong chưa? Câu rồi chú. Rồi kết quả là bao nhiêu? Dạ con tính ra là 88,8 á chú. Bao nhiêu? 88,8. 88,8 đúng không? Được. Bây giờ yêu cầu bài toán này người ta cho cái độ tan rồi, độ tan của bạc rồi. Đúng không? Từ độ tan nó suy diễn ra đấy. Thì bài người ta cho cái độ tan của bạc ở 25 độ C. Bạc nitrat đúng không? Là bạc bao nhiêu nào? Là 222 gram. Đó. À, thì bây giờ điều đó có nghĩa là sao nào? Được cái độ tan này có thể suy ra là cứ gì đây? Là cứ là 222 gram gì đây? Bạc nitrat thì hòa tan tối đa là bao nhiêu? Hòa tan được là bao nhiêu? 100 gram nước đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta về bài người ta hỏi là hỏi cho biết cái độ tan rồi, bây giờ cho biết cái mờ nước rồi, bây giờ tính cái khối lượng muối thôi, bây giờ áp dụng công thức thôi gì đó bình thường đó. Bây giờ nếu làm theo công thức này, bây giờ hỏi là 25 gram nước thì ta làm được không? Quy tắc tam suất thôi, cứ 100 gram nước thì hòa tan được là 200 gram bạc, bây giờ hỏi 250 gram thì ta hòa tan được bao nhiêu, ta làm được không? Thì chỗ này chúng ta nói là 250 này nhân cho 222 mà chia cho 100 đúng chưa? Đúng không? Như vậy đây chính là m của, đúng không? Đúng không? À. Đó thì bây giờ không chúng ta áp dụng công thức thì nó chỉ cũng vậy thôi, đúng chưa? Áp dụng công thức tính độ tan, đúng không? Ở đây người ta cho chúng ta cái khối lượng dung môi rồi, nước rồi, cho biết được độ tan thì vào đi tìm cái khối lượng mol cho ta, đúng chưa nào? Như vậy ở đây chúng ta có S à, thì chính là mol cho ta chia cho mol dung môi, đúng không? Ở đây chính là mol nước, à, nhân cho 100. Đó. Bây giờ bài toán người ta hỏi, người ta hỏi thì chuyện là người ta hỏi khối lượng chất tan cơ, thì suy ra khối lượng chất tan thì chúng ta chính là nói gì đây, là S đúng không, nhân cho m nước đó, thì đem chia cho 100 đúng chưa nào, là chưa thì vấn đề không nè. Thì bây giờ vận dụng vô thì em tính nó ra thì cái m này chúng ta tính được là gì nào, m của bạc nitrat này em tính được không? Thì nói cái độ tan của nó là 222 nhân cho mol nước là 250 mà chia cho 100 đúng chưa? Đúng chưa nào? Được kết quả được bao nhiêu nhỉ? Năm trăm năm mươi lăm chú. Bao nhiêu? 555. Là 222 nhân cho 250 là chia cho 100 đúng không? Là 555 gram. Được chưa? Hiểu vấn đề không nào? Đó. Rồi tương tự coi bây giờ câu số 8 nè. Đó, câu số 8 con làm đi. Câu 8 của y chang 7 anh chú. Câu 8 của y chang 7 anh chú.
Câu 8 thì bài toán tính khối lượng của NaCl chứa trong 300 gram dung dịch bão hòa. Bài toán này người ta cho là khối lượng của NaCl chứa trong 350 gram dung dịch. Đúng không? Tức là 350 gram dung dịch này ở nhiệt độ là 20 độ C cho biết độ tan ở nhiệt độ này 36 gram. Đó, bài toán người ta cho cái dung dịch rồi, bây giờ làm sao để tính được nè. Được không? Được là không? Thì coi. Thưa ơi, con tính nó là 3,04 với chú. Bao nhiêu? 3,04. 3,04. Thì bài toán yêu cầu để tính khối lượng NaCl chứa trong 340 gram dung dịch bão hòa ở nhiệt độ là 20 độ C. Thì bây giờ này, từ cái chỗ này cũng rút ra được gì nè. Chúng ta còn có được là S này chính là bằng gì nè, mol chất tan đúng không? Chia cho gì này? Mol nước. Đó, nhân cho 100%. Được chưa? Bây giờ con nói nghịch đảo lên thì con nào.
Thì bài đang người ta cho chúng ta là cái độ tan của S con cho chưa? Cho rồi đúng không? Giả sử độ tan của NaCl ở nhiệt độ này là 36 gram đi. Được. Ở đây người ta cho chúng ta là bao nhiêu? Là 340 gram dung dịch NaCl bảo hòa. Bây giờ này thì cái này điều đó lúc ra được là chúng ta chỉ cần đảo lên được không? Một phần S thì chính là bằng gì nào? Mình mờ nước đúng chưa? Mà chia cho m cho ta đúng không? Nhân cho 100 được chưa? Alo. Dạ. Chỗ nào thì chỗ này chúng ta rút ra được không? Thì chỗ này chúng ta có được là 1/100 này. Đó thì ta tách nó ra. Được không? Đây, ta thêm bớt vào thì chúng ta sẽ mở nước mà chia cho mọi chất tan đúng chưa? Đúng không? Hello. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ rút gọn đây thì chúng ta sẽ tương đương với gì nào? Bây giờ thêm bớt vào thì chúng ta có được là từ đó suy ra là tương đương với gì nào? Tức là có 100. À, ta nhân chéo lên 100 mà chia cho S thì này, cái này chính là bằng m nước chia cho m cho ta. Đúng không? Đó. Thì bây giờ làm sao để chúng ta biến đổi nó về có chữ m dung dịch đâu nào? Thì nó biết rằng m dung dịch này chính là bằng gì? M dung dịch chính là bằng m nước cộng cho m cho ta. Đúng không nào? Đúng không? Dạ. Bây giờ làm sao thì bây giờ chỉ biến đổi tương đương thì chỗ này sẽ tương đương với là gì nào? 100 mà chia cho S cộng cho 1 này. Đó. Thì chính là bằng gì? M nước cộng cho chia cho M cho ta cộng cho 1. Đó, thêm bớt vào để chúng ta sẽ tách nó ra. Được không? Đó, thì cái này chính là bằng gì nào? Chúng ta nhân chéo lên thì cái này chính là bằng M dung dịch. Đúng không? M dung dịch mà chia cho M cho ta. Đúng không nào? M nước này cộng cho M cho ta chính là M dung dịch cho M cho ta. Đó, như vậy từ đây chúng ta sẽ có được cái mối liên hệ giữa độ S với ta rút ra được cho nào. Như vậy từ đây yêu cầu chúng ta đi tính cái gì đây? Thì tính là tính cái khối lượng của NaCl. Yeah. Chúng ta từ lần rút ra được cái gì đây nè? M cho ta. Nhớ mà. Hai. Nhiều. Đó. Thì nó chính là bằng gì đây? Rút ra được không? Biến đổi này nó nhân chéo lên thì có là 100 cộng cho S mà chia cho S này thì nó chính là bằng gì? M dung dịch mà chia cho M cho ta. Đó. Hay chúng ta rút ra được công thức như này. À, chúng ta ghi nó vào nhé. Vừa ta có được mời chất ta, chúng ta chính là bằng gì đây? Nó liên quan đến dung dịch thì chúng ta chính là bằng S chia cho 100 cộng cho S và nhân cho mời dung dịch. Yeah, đó là cái mối liên hệ giữa mời chất ta với mời dung dịch. Và khi mà chúng ta biết được cái độ tan này, yeah. Rồi chưa nào? Alo. Đó, như vậy chúng ta tính được chưa nào? Đó, chúng ta nắm được công thức này chưa? M chất tan chính là bằng độ liên hệ độ tan với m dung dịch ở đây.
thì em thay số vô, được chưa? Rõ không? Được chưa? Rồi thay số vào thôi. Ở đây cụ thể thay số vào là bằng bao nhiêu nào? Tổ tan cho là 36 rồi nè, đúng không? 36 mà chia cho 100 cộng cho 36 mà nhân cho mấy? Nhân cho 340 thì kết quả ra bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu em nhỉ? Thì 90 chú. Bao nhiêu? 10. Ngoài bữa nay với nhà. Này em đâu biết, em nói vậy là. À, chúng ta nhớ công thức này chưa nè? À, ngoài này ghi nó vào nha. Ngoài. Thì em quét sao? Được chưa? Mấy cái kia. Đổ bánh xe đi của đấy. Sang ra hốt đi. Rồi được chưa? Alo. Rồi chú. Đó. À, chúng ta cần nắm chỗ này nhé. Chúng ta nhớ cái công thức này được chưa nào? Được chưa? Thì chúng ta rút ra thôi, biến đổi tí là sẽ ra. Rồi được chưa nào? Chúng ta nắm được chưa? Ừ. Dạ rồi chú. Rồi, thì đó về nhà chúng ta đi làm thêm đi nhé. Được nào. Chào ông Nguyệt, alo. Dạ. Rồi chúng ta tạm dừng ở đây nhé.